Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 19 giờ của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin tối sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bắt phó giám đốc công ty Thành Bưởi liên quan vụ tai nạn 5 người tử vong. Phá đường dây tổ chức mang thai hộ và mua bán nội tạng người liên tỉnh. Bắt giữ thanh niên buộc con nợ gửi clip nóng khi vay tiền. Trụ sở một công ty ở quận Tân Phú bốc cháy dữ dội. Vũ khí Israel dùng đối phó mê cung đường hầm của Hamas. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật đến 19 giờ ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 10 tháng 11, liên quan đến vụ tai nạn 5 người tử vong và 3 người bị thương xảy ra tại quốc lộ 20, đoạn qua huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Dương, 32 tuổi, và giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi về tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Bị can Lê Dương là con trai của ông Lê Đức Thành, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi. Trước đó, ngày 30 tháng 9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Tính, tài xế điều khiển xe ô tô khách của nhà xe Thành Bưởi về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 3 điều 260 Bộ luật hình sự. Kết quả điều tra xác định, ngày 30 tháng 9, Lê Dương đã ký lệnh vận chuyển thể hiện việc điều động Hoàng Văn Tính điều khiển xe ô tô khách trên thực hiện hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Đà Lạt. Trong khi Tính đã bị công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe từ ngày 5 tháng 8, khi xe khách lưu thông đến quốc lộ 20 xã Phú Vinh, huyện Định Quán, thì chiếc xe do Tính điều khiển đã gây tai nạn với xe ô tô loại 16 chỗ, khiến 5 người tử vong, 3 người bị thương. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 10 tháng 11 cho biết vừa phá thành công chuyên án bắt tạm giam 5 người liên quan hoạt động tổ chức mang thai hộ và mua bán mô nội tạng cơ thể người. Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện đường dây này trên nhóm Facebook có tên Mang thai hộ và tìm người mang thai hộ, hiến trứng tại Sài Gòn, Huế, Hà Nội. Các đối tượng đăng tải nhiều bài viết mời chào dịch vụ nhưng không để lại thông tin liên lạc, chỉ liên hệ bằng tin nhắn. Theo điều tra, hàng ngày các đối tượng thường xuyên đăng tải quảng cáo tại các hội nhóm trên không gian mạng để tiếp cận người có nhu cầu, liên hệ và đặt vấn đề với các gia đình hiếm muộn. Mỗi ca mang thai hộ có giá khoảng 450 đến 600 triệu đồng, hiến trứng khoảng 25 triệu đồng, ghép thận khoảng 900 đến 1,45 tỷ đồng. Việc tuyển chọn người mang thai hộ và hiến trứng thường kèm theo các yêu cầu về sức khỏe, ngoại hình, độ tuổi. Về hoạt động mang thai hộ thì Trương Thị Thùy Trinh, sinh năm 1993, quê tỉnh Bình Thuận, là đối tượng cầm đầu. Về hoạt động tổ chức mua bán thận, công an phát hiện Trần Tuấn Anh, sinh năm 1992, quê tỉnh Hà Nam và Trần Việt Thành, sinh năm 1996, quê tỉnh Bắc Cạn, tổ chức mua bán thận tại Thừa Thiên Huế. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1986, quê tỉnh Quảng Bình và Nguyễn Văn Ninh, sinh năm 1998, quê huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, đóng vai trò tìm người có nhu cầu ghép thận để môi giới mua bán ghép thận. Công an tỉnh Bình Thuận cho biết liên quan việc 3 thanh niên tấn công một nam sinh lớp 11 gây thương tích nặng xảy ra vào chiều 9 tháng 11, Công an thành phố Phan Thiết đã truy xét và tạm giữ cả 3 thanh niên trên. Cụ thể vào lúc 23 giờ đêm 9 tháng 11, Công an thành phố Phan Thiết đã tạm giữ NNH, tên viết tắt 17 tuổi, NVT, tên viết tắt 17 tuổi và NAK, tên viết tắt 16 tuổi, đều ngụ phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết. Trước đó, chiều ngày 9 tháng 11, tại trước số nhà 258 đường Nguyễn Hội, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, MLTT, tên viết tắt 16 tuổi, ngụ phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, là nam sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông Lê Lợi, bất ngờ bị 3 nam thanh niên chặn hành hung. Nhóm thanh niên chưa rõ nhân thân lai lịch này đã dùng hung khí tấn công nam sinh T gây thương tích nặng, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa An Phước, thành phố Phan Thiết. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn giữa người thân của nam sinh T và nhóm thanh niên trong lúc đá bóng. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết điều tra. Ngày 10 tháng 11, ông Nguyễn Đức An là doanh nhân Việt Kiều Mỹ, nguyên đơn trong vụ kiện tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung với bà Phạm Thị Ngọc Thúy, tức siêu mẫu Ngọc Thúy, đã gửi đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, ông An kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vì cho rằng Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã không xem xét đầy đủ, khách quan vụ án.
Ông cho rằng tòa án không tiến hành thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ có liên quan trong vụ án, không tiến hành triệu tập hết những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án, không đánh giá đúng, đầy đủ, khách quan các tài liệu chứng cứ có trong vụ án. Trước đó, ngày 1 tháng 11, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên chia đôi đối với 15 tài sản gồm 5 căn hộ tại tòa nhà Avalon, quận 1, 4 căn hộ tại tòa nhà Salin, quận 1, biệt thự N4-N5, quận Bình Thạnh, công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh, 465.000 cổ phần tại công ty trách nhiệm hữu hạn Cảng Sao Mai. Số tiền ông Đỗ Khắc Bình hoàn trả lại, số tiền bồi thường căn nhà 95A Trần Phú, thành phố Vũng Tàu, số tiền cho thuê 9 căn hộ tại quận 1 từ năm 2009 đến năm 2023. Nội dung vụ án thể hiện ông An và bà Thúy kết hôn vào năm 2006, đến ngày 26 tháng 9 năm 2007 thì nộp đơn ly hôn tại tòa án California, hạt Orange, Mỹ. Khi còn là vợ chồng, do không có quốc tịch Việt Nam, nên ông An đã dùng tài sản tạo lập trước khi kết hôn để mua bất động sản, xe cộ, lập các tài khoản ngân hàng, cổ phiếu, rồi nhờ bà Thúy đứng tên trên giấy tờ sở hữu, sử dụng. Tổng số tài sản mà ông An khởi kiện yêu cầu bà Thúy giao lại, bao gồm bất động sản và tiền mặt là 288 tỷ đồng. Ngày 10 tháng 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa 11 đã khai mạc kỳ họp thứ 18 chuyên đề để tiến hành các công tác cán bộ theo thẩm quyền. Với đa số đại biểu có mặt tán thành, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hữu Ba, nguyên Giám đốc Sở Tài chính. Lý do ông Nguyễn Hữu Ba được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã bầu bổ sung ông Phan Thế Hanh, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Phan Thế Hanh nguyên là trưởng phòng kiểm toán nhà nước chuyên ngành 1B thuộc Kiểm toán nhà nước. Ông được Ủy ban Nhân dân tỉnh và điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính từ ngày 26 tháng 9. Trong kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận cũng sẽ thực hiện quyền giám sát thông qua việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng Nhân dân bầu trong nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của Hội đồng Nhân dân đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Sau đây là những thông tin nổi bật mà chúng tôi vừa cập nhật. Ngày 10 tháng 11, Công an thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Lê Văn Quyết, 24 tuổi ở tỉnh Gia Lai, để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản. Theo cơ quan công an, Quyết cho chị H tên viết tắt vay 50 triệu đồng với lãi suất 200% một năm. Để được vay tiền, chị H buộc phải đưa cho Quyết căn cước công dân và một clip tự quay khỏa thân. Do lãi mẹ để lãi con, chị H không còn khả năng trả nợ nên Quyết đã đe dọa, nếu chị không trả tiền sẽ tung clip lên mạng xã hội. Ngày 7 tháng 11, tại một quán cà phê thuộc phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, công an thành phố Tân Uyên đã bắt giữ Lê Văn Quyết. Tại cơ quan điều tra, Quyết đã thừa nhận hành vi phạm tội. Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Phạm Mỹ Hạnh, 43 tuổi, ngụ phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan công an, tháng 8 năm 2017, bà Hạnh thành lập công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh, giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Đến tháng 11 năm 2022, bà đưa thông tin sai sự thật về dự án đầu tư trồng cây sâm Ngọc Linh ở nhiều tỉnh với lợi nhuận cao, mục đích để huy động vốn. Bằng thủ đoạn trên, Hạnh đã thu hơn 1.200 tỷ đồng của nhiều cá nhân. Với số tiền này, Hạnh dùng một phần để xoay vòng trả lãi cho nhà đầu tư, còn lại chiếm đoạt. Công an quận Cầu Giấy cũng đã khám xét chỗ ở nơi làm việc của bị can, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan hành vi phạm tội. Khoảng 10 giờ 35 phút ngày 10 tháng 11, khói lửa bất ngờ bùng lên từ căn nhà 188 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Phát hiện đám cháy, người dân xung quanh hô hoáng, huy động phương tiện tiếp cận khống chế. Tuy nhiên, lửa bốc cao kèm khói dữ dội từ tầng 1 khiến việc tiếp cận gặp khó khăn. Do lửa chưa lan xuống tầng trệt, người dân đã di dời một số đồ đạc ra ngoài. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Tân Phú đã điều động nhiều phương tiện cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế. Lực lượng chuyên nghiệp xịt nước, bắt thang lên tầng cao để khống chế đám cháy. Do bên trong chứa các vật liệu dễ cháy nên đến hơn 11 giờ cùng ngày, khói vẫn bốc lên nghi ngút. Một đoạn đường Nguyễn Sơn qua hiện trường được lực lượng chức năng phong tỏa. Các phương tiện được yêu cầu chọn lộ trình khác. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản. Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn đang được điều tra.
Ngày 10 tháng 11, Công an thị xã Biên Cát, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Thạch Bô Ná, Lý Sữa cùng quê ở Sóc Trăng và Dương Nhật Duy quê ở Hậu Giang để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Theo cơ quan công an, ngày 5 tháng 11, Thạch Bô Ná, Dương Nhật Huy và Lý Sữa cùng nhóm bạn tổ chức nhậu tại một quán ăn trên địa bàn xã An Tây, thị xã Biên Cát. Tại đây, nhóm này có gặp anh Hường và anh Trường cũng đang tổ chức tiệc sinh nhật. Do có quen biết từ trước nên hai người này đến mời nhóm của Thạch Bô Ná uống bia. Trong lúc cụng ly, anh Hường lỡ tay làm đổ ly bia lên người của Thạch Bô Ná. Tưởng anh Hường cố tình khiêu khích nên Ná bực tức và dùng ly bia thủy tinh tấn công anh Hường. Chưa dừng lại, Thạch Bô Ná, Dương Nhật Duy và Lý Sữa tiếp tục lấy bàn ghế trong quán đuổi đánh nhóm của anh Hường. Sau khi gây án, cả nhóm của Thạch Bô Ná nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Hường cùng nhóm bạn bị đánh gây thương tích nặng. Sau thời gian điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ được cả nhóm thanh niên gây án. Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết đã xác định được 7 thanh thiếu niên trong tổng số 30 người tham gia vụ hỗn chiến xảy ra vào rạng sáng mùng 10 tháng 11 trên đường Bà Triệu, cạnh sông Cà Ti, thành phố Phan Thiết. Công an phường Phú Trinh qua công tác nắm tình hình đã triển khai lực lượng mật phục kết hợp tuần tra vũ trang để ngăn chặn vụ hỗn chiến. Đến 1 giờ 35 phút ngày 10 tháng 11, công an phát hiện hai nhóm khoảng hơn 30 thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô mang theo hung khí truy đuổi đánh nhau tại khu vực đường Bà Triệu. Trong lúc hỗn chiến, hai nhóm này còn đốt hai quả pháo nổ để thị uy. Lực lượng công an Phú Trinh ngay lập tức tiếp cận, cả hai nhóm dừng hỗn chiến, nổ máy xe bỏ chạy về hướng phường Đức Nghĩa. Sau đó, lực lượng chức năng tuần tra phát hiện tại một quán cà phê có 25 thanh thiếu niên đang tập trung với nhiều biểu hiện, vừa tham gia vụ hỗn chiến nên đã đưa về trụ sở làm việc. Quá trình làm việc, cả hai nhóm thừa nhận xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm ở phường Phú Trinh và phường Phú Thủy, nên lập nhóm kín trên mạng xã hội kêu gọi rủ bạn bè tham gia hỗn chiến. Thông tin quốc tế nổi bật trong hôm nay sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu mới đây đã tuyên bố sẽ loại bỏ lực lượng Hamas. Đồng thời, ông cho biết lực lượng mặt đất của lực lượng phòng vệ Israel IDF đã tiến vào giải Gaza để thực hiện chiến dịch. Theo tạp chí Forbes, một trong những thách thức đặt ra với Israel là mạng lưới đường hầm của Hamas bên dưới giải Gaza, một thế giới dưới lòng đất với những lối đi chật hẹp, cài đầy bom, bẫy và các điểm phục kích. Có ý kiến rằng, thay vì để con người phải mạo hiểm, Israel có thể triển khai máy bay không người lái UAV đảm nhận nhiệm vụ. Tuy nhiên, UAV thường dựa vào hệ thống định vị toàn cầu GPS hoặc vệ tinh để điều hướng, những thứ vốn không hiệu quả dưới lòng đất. Thách thức tiếp theo là sóng vô tuyến không truyền qua bụi bẩn. Vì thế, người điều khiển có thể sẽ mất liên lạc với UAV ngay khi nó khuất tầm nhìn. Israel đã phát triển các khả năng tương tự, đặc biệt là hệ thống Legion X. Hệ thống này do công ty điện tử quốc phòng quốc tế Elbit Systems sản xuất và được tiết lộ trong một video hồi năm ngoái. Legion X là hệ thống linh hoạt chia sẻ dữ liệu giữa nhiều robot làm việc cùng nhau. Legion X có cấu trúc mở, do đó số lượng bất kỳ UAV và robot khác nhau nào đều có thể được kết hợp khi cần thiết. Đặc biệt, chúng có thể bao gồm UAV Lanius, vốn được thiết kế để hoạt động trong các tòa nhà và dưới lòng đất. Trong một cuộc phỏng vấn ở thủ đô Amman của Jordan ngày 10 tháng 11, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Thuk đã kêu gọi chính quyền Israel thực hiện các biện pháp tiến hành các bước để bảo vệ người Palestine ở bờ Tây, những người đang là mục tiêu của cuộc xung đột Israel-Hamas nổ ra hôm 7 tháng 10. Ông Thuk nhấn mạnh, nhiệm vụ của Israel là đảm bảo các vụ bạo lực đều được điều tra kịp thời và hiệu quả, đồng thời có các biện pháp khắc phục phù hợp với các nạn nhân Palestine. Ông cũng cho rằng việc Israel không xem xét trừng phạt với những hành vi bạo lực này là không thể chấp nhận, nguy hiểm và vi phạm nghĩa vụ theo luật nhân quyền quốc tế. Theo kênh Al Jazeera, xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas tiếp tục leo thang nghiêm trọng trong ngày 9 tháng 11 khi số người thiệt mạng ở Gaza đã vượt quá 10.500 người, trong đó có hơn 4.300 trẻ em. Các thông tin về diễn biến giao tranh được đưa ra trong bối cảnh tình hình nhân đạo ở dải Gaza báo động từng giờ. Trong ngày 9 tháng 11, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm gia tăng ở Gaza do các cuộc oanh tạc của Israel. WHO cho biết, thêm trong ngày 9 tháng 11, một chuyến hàng hiếm hoi chở thuốc men và vật tư y tế đã đến bệnh viện Al-Shifa. Tuy nhiên, cơ quan này lưu ý rằng số lượng hàng viện trợ vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu to lớn ở dải Gaza. Đài CNN cho hay, Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Volker Turk
nói rằng cả Hamas và Israel đều phạm tội ác chiến tranh và kêu gọi hai bên ngừng bắn. Ông kêu gọi Israel và Hamas đồng ý ngừng bắn trên cơ sở ba mệnh lệnh nhân quyền: cung cấp viện trợ cho Gaza, thả con tin và chấm dứt lâu dài sự chiếm đóng dựa trên các quyền của cả người Palestine và người Israel. Trước đó, trong cuộc họp vào ngày 8 tháng 11 tại Nhật Bản, Ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã ra tuyên bố chung kêu gọi tạm ngừng bắn nhân đạo để cho phép viện trợ vào Gaza, giải phóng con tin, đồng thời tìm cách quay lại tiến trình hòa bình sâu rộng hơn. Theo đài CNN, đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Ami Sayyed Iravani mới đây đã lên tiếng về vụ Mỹ không kích kho vũ khí ở miền đông Syria mà Washington cho là được lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và các nhóm liên kết sử dụng. Theo ông Iravani, dù Iran có hỗ trợ tài chính cho các nhóm Hồi giáo vũ trang trong khu vực, nhưng Tehran không chỉ đạo bất kỳ hành động của các nhóm trên. Ông Iravani cho hay, Iran không tham gia vào bất kỳ cuộc tấn công nào chống lại lực lượng Mỹ trong khu vực. Đồng thời, ông lưu ý rằng việc tấn công là quyết định riêng của họ. Bên cạnh đó, vị đại sứ cũng bác bỏ khả năng có liên quan trực tiếp từ Iran với các cuộc tấn công gần đây của Hamas, Hezbollah và Houthis vào Israel. Vị đại sứ Iran so sánh vai trò của Iran với các nhóm Hồi giáo giống như vai trò của Mỹ trong việc hỗ trợ Israel. Ông Iravani đưa ra phát ngôn một ngày sau khi Lầu Năm Góc thông báo hai máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ đã không kích vào một cơ sở lưu trữ vũ khí ở miền đông Syria mà Washington cho là do lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và các nhóm được Iran hậu thuẫn sử dụng. Xung đột Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục căng thẳng ở chiến trường miền đông và miền nam. Ukraine tuyên bố đẩy lùi quân Nga ở 8 mũi tiến công trong khu vực. Trong khi đó, phía Nga nói Ukraine từ bỏ một số thành trì tại thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk vì chịu tổn thất quá nặng nề. Các cuộc tấn công nói trên gây ra một số thương vong cho dân thường và khiến nhiều nhà và cơ sở hạ tầng dân sự bị thiệt hại nặng nề. Ngoài ra, theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, các lực lượng Nga còn bắn một tên lửa dẫn đường KH-59 vào lãnh thổ Ukraine, song đã bị các đơn vị phòng không Ukraine đánh chặn. Quân Ukraine đang gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho Nga, đồng thời khiến quân đối phương Nga hao sức trên khắp chiến tuyến. Tuy nhiên, tình hình hiện vẫn còn nhiều thách thức ở miền đông và miền nam Ukraine. Không quân Ukraine đã 4 lần tập kích vào các cụm nhân sự, đạn dược và thiết bị quân sự của Nga. Các đơn vị tên lửa Ukraine cũng tấn công vào 2 cơ sở chỉ huy, 4 hệ thống pháo binh và 1 hệ thống tình báo của đối phương. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 19 giờ. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!